Tôn Thất Hùng, chương trình Trường học Trường đời xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, cuối tháng 11 năm 2013 vừa qua, một cơn bão đã thịnh nộ tràn vào vùng châu Á-Thái Bình Dương của châu Á, và khu vực nặng nhất, bị ảnh hưởng nặng nhất là Philippines. Và ngày hôm nay chúng tôi có chị Thanh Tâm là phóng viên của Thời báo và SBTN đã trở về từ một khu vực được xem là trung tâm của cơn cuồng phong, đó là bão Hải Yến. Dạ, xin cảm ơn anh Hùng và xin Thanh Tâm xin gửi lời chào đến quý khán giả của đài SBTN. Thanh Tâm ơi, thì ở hải ngoại trong cái thời gian mà cơn bão cái tác hại của cơn bão mà lan ra đến ở hải ngoại đó, thì rất là nhiều những cộng đồng, các nhóm cộng đồng người Việt Nam mình ở Mỹ, ở Canada và các nước khác trên thế giới đã có những đợt quyên góp để mà giúp đỡ cho các nạn nhân, nhất là các nạn nhân ở Phi Lục Tân. Và những họ đóng góp qua rất là nhiều những tổ chức có uy tín, thì Thanh Tâm vừa rồi được biết là Thanh Tâm vừa theo đoàn cứu trợ của tổ chức nào? Dạ thưa anh Hùng cũng như là thưa khán giả của đài SBTN, thì trước khi mà cơn bão ập đến đó, thì Thanh Tâm có giúp cho tổ chức của Việt Voice Media để mà giúp tổ chức những cái chương trình ca nhạc gây quỹ cho Voice và các hoạt động của Voice trong tương lai đó. Thì em có dịp làm MC để trong cái chương trình đó vào ngày 23 tháng 11 và 24 tháng 11 tại Toronto cũng như là Ottawa. Thì khi mà cơn bão ập đến thì anh Trịnh Hội cũng như ban tổ chức quyết định là sẽ dùng cái số tiền gây quỹ được và quyên hết cho tất cả các nạn nhân của cơn bão Hải Yến để mà trả nợ, cái món nợ ân tình của người Việt Nam đối với người dân của Phi. Thì đây là một cái cơ duyên đối với em để mà làm việc với Voice, cho nên đây là một cái sự mà duyên thôi chứ không phải là em không có lựa chọn. Nhưng mà tại vì em có được, em làm MC cho những chương trình đó đó, thì em có giúp đỡ cho các hoạt động khác, các tổ chức khác để mà gây quỹ. Nhưng mà khi mà đến Phi thì em hợp tác cùng thiện nguyện cho Voice để mà được cứu trợ. Thì khi mà Thanh Tâm theo các anh chị trong phái đoàn đi cứu trợ bên Phi đó, thì có bao nhiêu người và mọi người từ các quốc gia nào đến? Dạ thưa anh, thì có tất cả là 20 người, trong đó là có chị Ngọc Lan của người Việt từ Cali, có em là đại diện cho Canada, và có một số anh chị em thiện nguyện từ Hà Nội cũng như là Sài Gòn, và các anh chị ở tại Phi là làm việc cho Voice. Và còn nữa, xin lỗi, là còn một số thiện nguyện viên của tổ chức Concern, là một tổ chức tây phương của Phi đó. Thì họ giúp cho Voice chọn lọc những cái người nào mà cần giúp đỡ khẩn cấp, là có 4 cái trường hợp là người già neo đơn, người già, người có trẻ em sơ sinh đó anh, từ 1 tuổi tới 6 tuổi, và người cha mẹ đơn thân, mẹ đơn thân đó, rồi một cái nữa là người tàn tật. Tổ chức Concern đó là của người Phi? Dạ vâng, là... của người Phi, và họ có khắp nơi ở trên Phi. Và họ là tổ chức mà chuyên môn giúp đỡ cho các đồng bào bị thiên tai. Như vậy thì cái hành trình của các anh chị em và của Thanh Tâm đi như thế nào? Dạ, đi rất là gian nan. kể cho quý vị và anh Hùng nghe. Dạ, thưa anh, thì cái ngày đầu tiên em đến Phi thì mình đang ở bên Canada, rất là lạnh phải không, bão tuyết. Cái ngày em đi là bão tuyết, và đến Phi thì nóng được kinh khủng luôn. Và đi từ Manila, đi bay qua Cebu, rồi từ Cebu mới đi qua lên lái xe khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ để mà đến miền Bắc của Cebu, là nơi mà bị ảnh hưởng của cơn bão đó. Thì lái xe, nhưng mà ở bên Phi thì kẹt xe, cái nạn kẹt xe nó rất là kêu bằng kinh khủng lắm. Cho nên thật sự nói là 4 tiếng đồng hồ, nhưng mà thật sự ngồi trong xe rất là lâu. Và khi mà đến thành phố đó thì không có nhà hàng để mà ăn uống gì hết. Rồi em sẽ nói sao khi mà nói về những cái khó khăn. Và ngày hôm sau thì trở về lên cái làng gọi là Madeline, là 4 tiếng đồng hồ lên miền Bắc của Cebu đó. Rồi ngày hôm sau thì trở về. Cái đoạn đường là bao nhiêu, cái distance? Bao nhiêu cây số hả? Thật sự em không biết là bao nhiêu cây số, chỉ là hình như chỉ là 150 cây số thôi. Nhưng mà tại vì cái nạn kẹt xe đó cho nên đi rất là lâu, khoảng 4 tiếng đồng hồ. Đi về là mất 8 tiếng rồi. Dạ. Rồi ngày hôm sau thì lại đi tàu từ Cebu qua Ormoc, đi cái đảo Ormoc, là mất thêm 3 tiếng đồng hồ nữa đi tàu. Rồi hôm đó đến Ormoc rồi mới đi phát quà cho cái làng gọi là San Tonino, là cách đó, cách trung tâm đó khoảng chừng 30 phút thôi. Rồi cứu trợ xong rồi hết rồi lại lên đường đi đi Tacloban, là nơi mà còn một người Việt duy nhất còn sót lại đó. Thì lên đó để mà xem cái thành phố mà bị nặng nhất
ảnh hưởng nặng nề nhất từ cơn bão. Và lái xe cũng rất là lâu, chắc khoảng 4 tiếng quá. Dạ, rồi đi về cũng là 8 tiếng, mất thời gian rất là nhiều. Thì cái điều kiện sống của các người dân ở những khu vực mà Thanh Tâm và phái đoàn đi ngang đó thì như thế nào, Thanh Tâm có thể? Dạ thưa anh, khi mà đến đó rồi, mình đã từng coi qua internet, mình coi qua TV rồi coi tin tức, thì mình chỉ thấy là một số hình ảnh ít thôi, phải không? Nhưng mà khi đến đó rồi, mình cảm thấy nó còn hơn những gì mà mình đã thấy trong TV nữa. Nó thành phố thì tan hoang hết, ở Tacloban đó, em nói là Tacloban. Thì trên đường đi đến đó thì những cái cây hàng rừng dừa bên đường đó, hàng cây nó rủ xuống hết rồi, nó bị chết hết, những cái dừa này nó chết hết rồi, và nhà thì đổ nát hết, không còn cái nhà nào mà nó còn nguyên vẹn nữa. Nhà thờ cũng bị ảnh hưởng rồi, trường học thì hoang tàn hết. Như vậy là, tức là điện một cái... nước gì là không có. Dạ thưa công, điện nước vẫn, điện vẫn chưa có. Và nước sạch thì em không biết là người dân họ dùng thế nào, nhưng mà em thấy có những cái máy bơm nhưng mà em không biết là nước nó như thế nào, cái nguồn nước có sạch hay không, nhưng mà em nghĩ nó sẽ bị ô nhiễm đó. Và rác thì họ đã dọn rồi, dọn vô đường thôi, vô lề thôi, tại vì trên đường hồi xưa là rác đầy hết rồi, cây cối ngã, nhưng mà rác vẫn còn đầy đọc chất đóng như là một cái núi rác trên đường, bên hai bên đường như vậy đó. Về vấn đề những cái xác, ngày xưa người ta nói là có những xác người và những xác động vật. Dạ thưa anh, thì khi mà đến Tacloban thì em nghe đoàn kể lại đó là có một cái hố chôn tập thể, nhưng mà bởi vì không có thời gian cho nên không có đến được đó. Nhưng mà đến gần đó thì có một cái mùi, có một cái mùi hôi, một cái mùi hôi bốc lên, và mình cảm giác được cái mùi, một cái cảm giác rất là rùng rợn. Mình cảm giác cái không khí nó rất là còn ghê hơn chết chóc, như là một cái quả bơ mà nó dội xuống thành phố, nó tan hoang hết. Tức là mình nhìn thấy mọi nơi, khắp nơi đều là những cái căn nhà đổ nát, rồi những cái túp lều được dựng lên tạm bợ để mà người dân ở đó, rồi đường thì nó lầy lội, nó nước nó còn đọng lại đó, nó thành cái hố đen rồi rác rưới. Tức là nó hơn những gì mà mình có thể tưởng tượng được. Mình không có lời, dùng lời để mà mình có thể kể ra hết được những cái gì mình thấy. Cái đó là những cái khó khăn và những cái điều kiện sống rất là thê thảm của người địa phương, của những nạn nhân ngay những cái nơi mà phái đoàn đi qua. Như vậy là những khó khăn của phái đoàn khi mà làm việc như thế nào? Dạ, những cái khó khăn là khi mà trên đường đi thì cái nạn kẹt xe như em nói vừa khi nãy. Và cái thứ nhì nữa là khi mà đến nơi rồi, làm việc rồi thì xế trưa rồi và cần phải lót dạ, phải không? Thì đi kiếm nhà hàng là một cái sự khó khăn lắm, bởi vì cái thành phố, cái miền đó nó không chỉ một hai nhà hàng thôi, mà nhà hàng nào cũng đông nghẹt người hết. Khi mà đến có nhà hàng thì không còn thức ăn nữa, có nhà hàng thì không có chỗ ngồi. Và cái khó khăn thứ nhì nữa là khi mà mình đến đó, mình cho người ta, mình đã chọn cái danh sách rồi, nhưng mà có những người họ không có nhận được cái quà cứu trợ đó thì họ rất là buồn, và mình cảm thấy mình không có giúp được hết, phải không? Tại vì cái sức mình có hạn thôi, và những người khẩn cấp và mình có những cái ưu tiên, và mình cảm thấy cái điều đó làm cho em ám ảnh, em hoài là mình không có khả năng để mình giúp được hết tất cả mọi người, bởi vì cái thực sự là thế giới đã giúp khoảng chừng 230 triệu, phải không? Là một con số rất là lớn, nhưng mà thật sự khi mà đến nơi cái thành phố Tacloban thì em thấy là 230 triệu như là mọi người trong Voice nói là như là muối bỏ biển như vậy đó, tại vì rất là khó để mà xây dựng được cái lại cái cuộc sống mà khi xưa. Em nghĩ là mất rất là nhiều thời gian, 10 năm, 20 năm nữa vẫn có thể không có thể được. Như với đất nước Canada thì thủ tướng đã bỏ ra là đã thông báo là 20 triệu sẽ gửi qua Hồng Thập Tự Canada, và trong đó là có thêm ít nhất là 5 triệu của những người dân và những các hội đoàn, các tổ chức người ta đóng góp. Thì khi mà Thanh Tâm và các anh chị đi đến những cái địa phương đó thì có gặp những đồng hương, hồi nãy Thanh Tâm nói là có gặp một đồng hương.
Dạ thưa anh, dạ có thể nói, thêm... nói về anh nói tên là Phước. Và ảnh là người Việt Nam còn sót lại tại Thai Global. Bởi vì trước đó thì Voice đã giúp đỡ và cứu 38 người Việt Nam còn ở đó. Nhưng mà những người đó thì họ đã đi về Việt Nam rồi. Còn chỉ một người duy nhất, bởi vì ảnh lấy vợ Phi và ảnh có ba đứa con ở Phi. Và ảnh không có muốn dẫn vợ con về Việt Nam, tại vì ảnh thấy là sống ở Phi vẫn dễ hơn. Nhưng mà trên lúc mà đoàn đến á, thì anh Hội có phone cho ảnh báo tin là đến. Thì ảnh nói là để ảnh vào ảnh sửa soạn một bữa cơm để mà đãi cho phái đoàn. Nhưng mà không may là trong lúc mà ảnh nấu đó thì có một cái bình xăng ở gần bếp và bình xăng nó đã phực cháy và ảnh nó bị phỏng rất là nặng. Dạ, thì sẽ có một số hình ảnh mà quý vị có coi. Thì khi mà đến nơi là cũng đã tối rồi và phải chạy vào bệnh viện gấp để mà thăm ảnh. Tức là ảnh bị trước khi phái đoàn đến. Dạ, ảnh bị khoảng một tiếng đồng hồ trước khi phái đoàn đến. Thì tinh thần của những người dân mà khi phái đoàn tiếp xúc. Dạ, nói về tinh thần của người Phi thì Thanh Tâm cảm thấy là họ rất là lạc quan và yêu đời. Tuy nhiên có một số người cũng rất là xúc động và họ đã khóc khi mà Thanh Tâm phỏng vấn. Nhưng mà trên đường đi thì Thanh Tâm thấy có những cái bảng thông điệp, những cái thông điệp biểu ngữ đó họ dán và họ ghi là homeless, roofless but not hopeless. Có nghĩa là cho dù mất nhà đi nữa nhưng mà họ vẫn có một niềm tin trong cuộc sống. Thì Thanh Tâm thấy cái đó là một cái điều rất là hay từ họ. Và có một số người dân thì họ rất là vui khi mình đến, phái đoàn đến. Họ đã xếp hàng chờ rất là lâu và họ hát rồi họ đến cảm ơn rồi. Tức là họ rất là vui. Hình như cái niềm tin tôn giáo. Dạ, niềm tin rất là mạnh. Và họ cầu nguyện hàng ngày. Dạ. Khi mà Thanh Tâm quay trở lại Canada đó, hiện giờ thì ngày hôm nay là ngày 25 tháng 12, ngày Christmas. Và anh em chúng tôi đã vào làm việc ở studio. Và không biết là Thanh Tâm quay trở lại hồi nào mà thấy cũng còn có vẻ jet lag lắm. Dạ, cái mặt còn buồn ngủ. Dạ, thưa anh, là em mới vừa đáp máy bay xuống hồi tối qua vào lúc 9 giờ tối. Và về đến nhà cũng lấy hành lý xong hết này cũng chưa được một ngày. Dạ, chưa được một ngày. Nhưng mà tại vì anh Hùng nói là phải kể lên cho quý vị nghe. Bởi vì nếu lâu quá thì Thanh Tâm sẽ quên hết những cái gì mà còn động trong ký ức vậy. Nhưng mà cái chuyến đi này thì Thanh Tâm thấy là có rất là nhiều chuyện để mà mình học hỏi và mình thu nhận. Và hy vọng là Thanh Tâm sẽ có những cái bài viết trên thời báo thì mong quý vị sẽ theo dõi. Thì hỏi Thanh Tâm chút xíu, tại vì trong vòng một tuần vừa qua là Thanh Tâm gần gũi với các anh chị em ở bên Voice á, thì sắp tới có nghe các anh chị bên Voice có những chương trình như thế nào hay không? Dạ, em có nghe nói và trong những cái buổi họp của những người trong Voice á, thì nói là lúc đầu là đã cứu người rồi, là cứu 38 người Việt Nam đó. Rồi sau đó là bước thứ nhì là đi cứu trợ, là đã làm vừa qua. Thì bước thứ ba là họ có những cái plan cho long term, là cho tương lai lâu dài đó. Thì một là xây trường học. Tại vì trường học ở bên Phi á, là có rất là nhiều trẻ em không được đến trường trước khi cơn bão đến rồi. Và sau khi cơn bão đến thì tất cả những cái trường học mà Thanh Tâm đi qua đều đã đổ nát hết, hoàn toàn không có cái trường học nào mà nguyên vẹn hết. Và nghe nói là rất là lâu để mà chính phủ có thể xây dựng lại được tất cả các trường học đó là khoảng mất hơn một năm sau nữa. Thì những cái trẻ em của người Phi sẽ không được đến trường trong vòng rất là lâu. Cho nên có thể là sẽ Voi sẽ giúp đỡ xây một cái trường học nào đó ở một ngôi làng mà sẽ chọn. Và những cái trạm y tế cũng đã bị tan hoang đổ nát. Và cái đó là một cái điều cần thiết. Tại vì Tâm Thanh thấy là những cái người già đó họ cần được, họ bị mất dinh dưỡng rồi. Và họ đã bị bỏ đói rất là nhiều ngày và họ cần phải được chăm sóc. Và cái điều thứ ba là có thể là sẽ bỏ tiền ra để mà chọn một những cái đình nghèo để mà giúp họ trồng trọt hay là nuôi gia súc. Thì hy vọng là tổ chức Voice và các anh chị em thiện nguyện viên sẽ thực hiện được những cái ước mơ, những cái
cái mission của mình đến cho các hạt nhân. Dạ, tại vì ở trên đường đi thành phố Tacloban đó, thì những cái hàng dừa, những cái rừng dừa mà những người dân nông dân sống bằng cái nghề trồng dừa đó, thì Thanh Tâm không biết là sao những cây dừa nó chết, nó rủ lá. Tại vì gió, anh nghĩ là gió mạnh quá hoặc nó thổi đến thì những số cây dừa thì nó đã bị cắt ngang rồi, nó bị còn có một số thì nó lại bị ngã nghiêng rồi hàng dừa nó rủ khô lá hết, cây dừa nó chết hết rồi. Và nghe nói là cây dừa đó mất 4-5 năm mới có thể thu hoạch được. Thì Thanh Tâm cũng không biết là đây là một cái mối trăn trở đối với người ở chính quyền, chính phủ của Phi nữa. Bởi vì trong vòng 4-5 năm tới nữa, không biết là những người trồng trọt bằng cái nghề dừa đó họ sống bằng cách nào nữa anh. Thì qua cái chuyến đi vừa rồi, Thanh Tâm rút ra được cái bài học nào quý giá nhất cho bản thân? Cho bản thân em á hả? Em thấy là mình sống khi mà trước khi mà đến Phi đó thì Thanh Tâm cũng phải thổ lộ quý vị là Thanh Tâm mình muốn là đi phải chạy xe hơi đẹp rồi phải ở cái nhà rộng hơn hay là phải mặc quần áo hiệu vậy đó. Nhưng mà khi mà đến nơi rồi mới thấy là thật sự mình đã quá hạnh phúc rồi và mình không còn muốn đòi hỏi thêm gì nữa. Trong khi mà mình được hỏi những cái người mà dân ở đó thì họ có những họ chỉ muốn là một cái gì đó ăn thôi, mà muốn cơm được ăn thôi, bởi vì họ đã quá nhiều ngày mà không có thức ăn rồi. Cho nên bây giờ thật sự là Thanh Tâm nghĩ là khi mà đến Phi rồi mình mới rút được bài học đó là mình phải biết đủ và mình phải biết dang rộng vòng tay ra để mà mình giúp đỡ những cái người mà kém may mắn hơn mình. Bởi vì có một cái người mà phỏng vấn đó thì ông ấy nói là trong vòng những cái tháng vừa qua đó gia đình ông chỉ có sống bằng những cái đoàn cứu trợ thôi và họ không biết làm gì để mà kiếm gạo kiếm cơm, và những cái ngày mà không có đoàn cứu trợ đến đó, thì họ phải ăn chuối hoặc là ăn bắp non để mà sống. Thực sự là họ là những người rất là cần cù. Trước đó là họ là những nông dân hoặc là những người công nhân cũng có, nhưng mà bây giờ trên một cái đống hoang tàn đổ nát như vậy họ muốn làm cũng không có làm gì được, không có cách không nào trồng trọt, không có làm gì được. Muốn làm một cái gì đó đi bán cũng đâu có chợ búa gì đâu. Còn món quà của Voice tặng là 1,000 peso. Thì có một người đó họ nói là từ lúc mà bảo đến giờ họ chưa cầm được tiền nữa. Và họ sẽ dùng cái tiền đó để mà mua những cái mánh tôn để mà che lại. Nhưng cái nóc nhà. Nhưng mà nếu mà họ muốn đi chợ thì phải đi ở đâu? Phải xa lắm hả? Chợ thì em cũng không có biết, là vì đến cái làng đó là đến mình đến ngay chỗ cái community center hay là cái nhà thờ của tụ tập đó. Nhưng mà em nghĩ chắc cũng phải đi xa lắm. Cảm ơn Thanh Tâm đã khi mà đến quay trở lại Canada tối hôm qua và ngày hôm nay đã có mặt tại studio của đài TV để chia sẻ với quý vị và với chương trình Trường Học Trường Đời của Tôn Thất Hùng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn quý vị vào chương trình tuần sau.